Vừa khỏe lại, Hoài Linh đã trốn viện chạy xô. Nghệ sĩ Cát Phượng vừa cho biết, sau mấy ngày điều trị, đêm qua Hoài Linh trốn đi diễn ở Biên Hòa và sáng nay 10 tháng 1, anh cũng đã được bác sĩ cho xuất viện. Cách đây vài phút, nghệ sĩ Cát Phượng vui mừng thông báo đến bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ về tình hình sức khỏe của danh hài Hoài Linh. Sau mấy ngày điều trị, hiện tại Hoài Linh đã được ổn định nên bác sĩ quyết định cho anh được xuất viện để về điều trị thêm tại nhà. Cũng theo nghệ sĩ Cát Phượng, tối qua Hoài Linh đã trốn bệnh viện đi xuống Biên Hòa diễn một show. Tuy chưa khỏe hẳn, nhưng Hoài Linh nói anh nhận show này từ lâu nên cố gắng diễn để bầu show khỏi mất uy tín với khán giả. Hơn nữa, đây là tiết mục có thời lượng 20 phút nên anh hoàn toàn có thể đảm nhận được. Thông qua nghệ sĩ Cát Phượng, danh hài Hoài Linh đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ đã quan tâm lo lắng cho anh trong suốt thời gian qua. Chính vì tình cảm đó, anh hứa từ nay về sau sẽ chú trọng hơn trong ăn uống, bảo vệ sức khỏe để phục vụ người hâm mộ lâu dài. Trước đó vào tối 7 tháng 1, Hoài Linh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu ra máu, sốt cao và mê man. Sau khi chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nghi Hoài Linh bị ngộ độc thức ăn và nhiễm trùng đường ruột. Đêm tối 8 tháng 1 thì tình hình ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh thông báo anh trai đã khỏe lại và cười nói với mọi người. Và cho đến nay, Hoài Linh đã được xuất viện về điều trị tại nhà riêng. Harry Won khiến phở đặc biệt hoang mang về quốc tịch. Bộ phim ngắn mang tên Chuyến xe xung vầy quy tụ hàng loạt những ngôi sao đình đám của showbiz, mang đến nhiều cảm xúc cũng như tiếng cười cho khán giả dịp Tết Đinh Dậu 2017. Bộ phim ngắn online Chuyến xe xung vầy được nhận xét xuất sắc không thua gì phim chiếu rạp, là sản phẩm thai nghén của Khả Như, người tạo nên kịch bản cho phim ngắn này cũng như vai trò đồng đạo diễn cùng Đinh Hà Uyên Thư. Bộ phim quy tụ được dàn sao cực hot hiện nay trong showbiz, đặc biệt là sự xuất hiện rất bất ngờ của Hồ Ngọc Hà khi cô đồng ý vào vai một bà sếp tào lao, chắc chắn khiến khán giả cười ra nước mắt. Dàn nghệ sĩ hùng hậu bên cạnh Hồ Ngọc Hà bao gồm nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, Harry Won, Phở Đặc Biệt, Long Nhật, Dương Lâm, BB Trần, Khả Như, Nguyên Vũ. Chuyến xe xung vầy là một sản phẩm do T Production thực hiện cùng sự đồng hành của nhãn hàng Oppo. Mở đầu bộ phim là không khí tràn ngập sắc xuân, sự tất bật của mọi người, mọi nhà trong ngày 29 Tết. Nhân vật chính của Chuyến xe xung vầy chính là Duy, Phở Đặc Biệt thủ vai, một anh chàng nhân viên văn phòng chăm chỉ, tình nguyện, ở lại phụ giúp sếp, Nguyên Vũ, giải quyết công việc. Dù 15 giờ, anh đã phải lên xe đò về Cà Mau đón Tết cùng gia đình. Trong lúc đầu bù tóc rối giải quyết sổ sách, Duy nhận được điện thoại từ quê của mẹ, nghệ sĩ Thanh Hằng thủ vai. Quả quyết chắc nịch với mẹ rằng, 15 giờ con đã lên xe đi rồi mà chắc phải 20 giờ mới về đến nhà nha mẹ. Duy vẫn không khỏi áy náy khi vì công việc mà không thể làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình. Anh xin lỗi vì đã không thể phụ giúp ba mẹ, gia đình dọn dẹp sắm sửa ngày Tết. Hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, Duy hồ hởi tay xách nách mang lên đường từ công ty về quê thì tiếp tục nhận được cú điện thoại từ sếp. Anh bị yêu cầu phải ở lại tiếp nữ giám đốc nổi tiếng, giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ, Hồ Ngọc Hà thủ vai. Không thể từ chối cấp trên, anh chàng bèn nhận lời và muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng hết sức có thể để ra bến xe đúng 15 giờ. Tuy vậy, nữ giám đốc nhìn có vẻ quyền lực này lại có tính cách hơi tào lao, lan man, thích hỏi han quan tâm những chuyện của người khác và tự kể câu chuyện của đời mình, khiến anh chàng mất thêm 30 phút đồng hồ ngồi tiếp chuyện. Đến khi Duy không thể nhẫn nại hơn, anh đứng bật dậy xin phép gom đồ về quê thì Hồ Ngọc Hà nhận xét, lớp trẻ bây giờ cái gì cũng hấp tấp vội vàng. Đã 14:30, Duy tưởng mình may mắn khi vừa ra khỏi cửa đã gặp được anh xe ôm Dương Lâm thủ vai. Nhưng không, đây là chàng xe ôm đi rất chậm nhưng có duyên đụng xe và y như rằng anh đụng vào xe trái cây của chị Bảy Khả Như. Thức thểu ra đến chạm xe gọi về cho mẹ vì đã hết sạch vé, Duy mếu máo, chắc con lại không về được nữa rồi, phải hết mùng mới về được, đã mang đến một nỗi buồn rất lớn cho người mẹ. Cũng như chính bản thân Duy, khi ngày Tết không được ở bên gia đình vì cứ liên tiếp gặp chuyện không may. Thế nhưng, chàng trai số nhỏ nhất hành tinh vẫn chưa kết thúc câu chuyện của mình khi ngay tại trạm xe anh bị giật điện thoại và cướp lấy hết quà Tết định mang về cho gia đình. Lập tức đến cửa hàng điện thoại gần nhất mua chiếc điện thoại mới với hy vọng mạng mạnh máy mạnh sẽ đặt được tất cả thể loại vé có thể về nhà với gia đình. Khi đến nơi, anh gặp ngay cô nàng siêu nhây Harry Won được BB Trần thông báo về chương trình Vui Tết Xung Vầy.
do chương trình nhãn hàng Oppo cùng FPT hợp tác thực hiện để cảm ơn những khách hàng đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Khi mua điện thoại Oppo, khách hàng có thể có vé xe về quê ăn Tết. Cả vé máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, chàng nhân vật chính và Harry Won cãi nhau tay đôi để tranh giành suất mua điện thoại vì nghe nhầm, chỉ còn một chiếc điện thoại. Lên được bến xe về quê ăn Tết, Duy vẫn bị Long Nhật, tài xế của chuyến xe xung vầy gây khó dễ. Mãi anh mới tìm được một chỗ ngồi và gặp lại Harry Won. Anh chàng đã bị cô trêu gạo xuyên suốt chuyến đi, đặc biệt là về quốc tịch của mình. Khi Duy cứ liên tục gặng hỏi, Harry đã trả lời, tôi là người Hàn Quốc hay nước ngoài gì thì kệ tôi đi, hỏi gì mà hỏi hoài. Gia đình Duy đã đón Tết xung vầy đầy niềm vui khi tất cả mọi thành viên đều có mặt đông đủ và anh chàng kịp đón giao thừa bên gia đình, tất cả đều nhờ vào chương trình Vui Tết xung vầy. Thông qua bộ phim ngắn, ekip thực hiện muốn truyền tải thông điệp rằng cái Tết ý nghĩa nhất chính là cái Tết bên gia đình. Dù cho bất kỳ điều gì trên đời cũng sẽ không quan trọng bằng việc được chào đón một năm mới an yên bên những người thân yêu của mình. Bình chọn Lý Nhã Kỳ rinh giải mỹ nhân mặt đẹp nhất năm 2016, vượt qua hai đối thủ nặng ký là Phạm Hương và Hà Hồ. Lý Nhã Kỳ xuất sắc rinh giải mỹ nhân mặt đẹp nhất năm 2016. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2016, trong buổi ra mắt phim The BFG hôm 14 tháng 5, Lý Nhã Kỳ lập tức gây ấn tượng khi diện bộ đầm tinh tế toát lên vẻ quý phái và yêu kiều. Những ngày sau đó, cụ đại sứ du lịch tiếp tục tỏa sáng lộng lẫy và biến hóa với sim y kiểu dáng đa dạng. Tuy nhiên, loạt trang phục hàng hiệu của cô có điểm chung là đều dài quét đất, dễ dàng giúp chủ nhân trở nên nổi bật trước ống kính. Không có lợi thế về chiều cao, kiều nữ cải thiện nhược điểm bằng cách thường xuyên mang giày cao chót vót và thói quen này càng phát huy hiệu quả ở Cannes do độ dài của váy hoàn toàn che phủ giày tạo nên tổng thể cân đối. Nữ hoàng Leo Bacha phiên bản Việt tự tin tạo dáng tại buổi công chiếu phim Mel the Big Rig hôm 15 tháng 5. Mẫu đầm mang cảm hứng Ai Cập cũng mang thêm phần hấp dẫn và phát huy được trọn vẹn sức hút nhờ món phụ kiện đế khủng. Diễn viên mùa hè lạnh chậm rãi bước đi trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Julita ngày 17 tháng 5 trong tác phẩm Ren đỏ duyên dáng. Hôm sau, Lý Nhã Kỳ một lần nữa chọn thiết kế xòe rộng bồng bềnh, đuôi dài tha thướt để ghi dấu ấn phong cách ở buổi công chiếu phim La Fille Incomni. Với hình ảnh lộng lẫy này, cô đã lọt vào ống kính phóng viên quốc tế, trong đó có tạp chí Gala của Pháp. Tờ tạp chí đăng tải tấm hình nữ doanh nhân đang sải bước bên cạnh hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, đồng thời ca ngợi Lý Nhã Kỳ là cô gái quyến rũ, kèm dòng chú thích Việt Nam tỏa sáng. Cụ đại sứ du lịch tâm sự, nhờ hiệu ứng từ bài đăng của tạp chí Gala, cô đã được truyền thông quốc tế săn đón hơn khi xuất hiện tại buổi giới thiệu phim Paraglurit 19 tháng 5. Người đẹp còn được MC của sự kiện đọc tên trang trọng, giới thiệu bước vào thảm đỏ và có hàng chục ống kính đồng loạt hướng về phía mình. Cô hạnh phúc và tự hào khi nghe các nhiếp ảnh gia gọi tên Lý Nhã Kỳ hoặc Việt Nam để mời cô chụp ảnh. Qua chất liệu ren xuyên thấu của bộ đầm, bay bổng, dễ nhận thấy Lý Nhã Kỳ tiếp tục ăn gian chiều cao hiệu quả với đôi giày gần 20cm. Bên cạnh đó, khi diện váy xẻ cao gợi cảm, khoe chân thon nuột nà ở buổi gala VIP party hôm 20 tháng 5 và buổi công chiếu phim Elle sau đó một ngày, nữ doanh nhân khéo léo chuyển sang mẫu giày Tristan Claubertin màu nude cao 14cm đem lại vẻ thanh thoát hài hòa mà vẫn đảm bảo cải thiện chiều cao. Mang đôi giày Glencairn, kiều nữ luôn được chàng vệ sĩ to cao dắt tay chu đáo khi bước lên những bậc thang trải thảm đỏ của liên hoan phim danh giá. Khi không cần simi cầu kỳ, diễn viên mùa hè lạnh vẫn ghi điểm cùng chiếc váy zip thanh lịch, giày cao mũi nhọn và túi Hermès Kelly gam xanh bắt mắt. Mỹ nhân sinh năm 1982 làm mới phong cách bằng mẫu đầm ren trắng tạo form bồng bềnh đem lại vẻ đẹp thanh thoát. Phạm Hương, gương mặt xuất sắc vượt qua Đặng Thu Thảo để đứng đầu top mỹ nhân phong cách nhất 2016 theo bình chọn của độc giả báo Ngôi Sao.net chính là Hoa hậu Phạm Hương. Mỗi khi xuất hiện trong danh sách sao mặt đẹp của tuần, cô thường xuyên nhận được số biếu cao nhất, bỏ xa các đối thủ. Hình ảnh Hoa hậu sinh năm 1991 gắn liền với những thiết kế thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp hiện đại. Đặc biệt, có tới 4 bộ cánh trong top 10 trang phục đẹp nhất showbiz Việt 2016 là do Phạm Hương mặc.
có lúc nhan sắc Hải Phòng gây ấn tượng khi chọn mẫu váy cut out đinh đá. Vừa cá tính vừa sexy, khai thác triệt để nét quyến rũ hình thể. Xét đồ trắng khỏe khoắn thời thượng biến cô thành tâm điểm ở sân bay Nội Bài chiều 30 tháng 3. Hồ Ngọc Hà, 2016 cũng là năm thành công của Hà Hồ về thời trang, bà mẹ một con thường xuyên được khen ngợi nhờ đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng. Những bộ đầm đuôi cá ôm kít nuột nà giúp nữ ca sĩ phô diễn tối đa lợi thế vóc dáng. Mỹ Nhân sinh năm 1984, hóa quý cô kiêu kỳ gợi cảm với áo choàng màu sắc nổi bật, kết hợp giày, labotin sành điệu, khoe khéo đôi chân thon dài. Cô cũng biến hóa street style linh hoạt khi diện những set đồ trẻ trung, độc đáo, đậm dấu ấn cá nhân.